Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan tới siêu bão Mawa đang hình thành ngày một lớn tại Philippines với sức gió lên tới 225 km/h. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, dự báo sức tàn phá của đợt siêu bão này là cực mạnh, đi kèm với đó là mưa rất lớn, gió giật mạnh gây nên lũ lụt sạt lở đất. Đứng trước nguy cơ cơn bão đang tiến ngày một gần với Philippines gây thiệt hại tới tính mạng con người và tài sản, mới đây chính phủ nước này đã đưa ra những giải pháp để ứng phó với siêu bão lần này. Và liệu rằng cơn bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức mới nhất liên quan tới cơn bão Mawa đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. Được biết, bão Mawa đang tiếp tục mạnh lên khi hướng về phía Philippines, dự báo sẽ mang theo lượng mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực, bao gồm cả vùng đô thị Manila của nước này. Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết, bão Mawa có tên địa phương là Betty, được cho là sẽ không đổ bộ vào khu vực miền núi Philippines. Song các nhà dự báo dự đoán cơn bão sẽ di chuyển chậm lại ngoài khơi tỉnh cực Bắc Mataan vào hôm nay và ngày mai và có thể gây ra những đợt chiều cường nguy hiểm, lũ quét và sạt lở đất. Bão Mawa đang di chuyển về phía Tây Bắc trên Thái Bình Dương, cách thị trấn ven biển Apache thuộc tỉnh Caragan, Philippines khoảng 525 km về phía đông, với sức gió duy trì tối đa 155 km/h và gió giật lên tới 190 km/h. Một số khu vực của Philippines cũng sẽ được dự báo có lượng mưa gần 100 mm vào sáng ngày hôm nay. Có thể nói cơn bão lần này là cơn bão lớn nhất trong suốt 20 năm qua tại Philippines, đổ bộ vào đảo Guam, làm hư hỏng nhiều xe ô tô, nhà cửa và hệ thống điện. Do vậy, chính phủ nước này đã có những đề xuất để người dân ứng phó với cơn bão. Bài đăng với tiêu đề Philippines sẵn sàng cho sơ tán dân, tranh bão Mawa. Phát biểu trước tình hình cơn bão sẽ ập vào nước này, Phó Thống đốc Batanes, ông Ignacio Villa cho biết, những cơn bão, động đất và thiên tai này đã là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không thể không chuẩn bị vì điều đó có thể dẫn đến thiệt hại lớn về người. Có thể thấy toàn thể người dân Philippines cũng như chính phủ đã sẵn sàng ứng phó với siêu bão sẽ đến trong thời gian sắp tới. Một số vùng ở Philippines như thành phố Cataman ở tỉnh Bắc Saman, thành phố Cotabato ở vùng Sumoro đã hứng chịu các trận mưa, ngập lụt lớn do ảnh hưởng của bão Mawa. Nhiều ngôi nhà chìm trong nước, cây cối bị đổ, giao thông tại một số khu vực bị gián đoạn. Một số chuyến bay đi và đến Manila, Cebu cũng như các chuyến tàu biển đã phải tạm ngừng hoạt động. Tại tỉnh Cagayan, chính quyền địa phương yêu cầu các gia đình có nhà xây dựng kiên cố và các nhà thờ sẵn sàng chuyển thành nơi sơ tán cho người dân chịu ảnh hưởng của bão. Trước tình hình này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố chính phủ Philippines đang liên hệ chặt chẽ với các chính quyền địa phương, đặc biệt ở Bắc Luzon. Để đối phó với siêu bão, chính phủ Philippines đã chuẩn bị hàng cứu trợ trị giá gần 2 tỷ peso, cũng như các thiết bị lọc nước, máy phát điện, hệ thống liên lạc khẩn cấp, lều bạt. Các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thuộc quân đội Philippines hiện đang ứng trực sẵn sàng các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai. Hơn 7.900 quân nhân được điều động vào lực lượng phản ứng nhanh đầu tiên, hơn 2.500 phương tiện, 20 máy bay, 265 tàu thuyền của quân đội sẵn sàng ứng phó thiên tai. Cơ quan quản lý giảm nhẹ thiên tai quốc gia Philippines cũng đã chuẩn bị phương tiện và các đội cứu hộ. Bên cạnh đó, Chánh văn phòng Trung tâm Giám sát Phòng vệ Dân sự của Philippines cho biết, chính quyền một số địa phương đã bắt đầu sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ lụt trên đảo Luzon và các khu vực miền Trung Philippines để phòng chống bão. Các lớp học và văn phòng, ngoại trừ những địa điểm liên quan tới việc chuẩn bị ứng phó với bão Mawa, đã bị đình chỉ ở hầu hết các tỉnh Cagayan và Batanes. Các chuyến bay đã bị hủy bỏ, tàu đánh cá và hành khách đã bị cấm đi lại ở các tỉnh nơi cảnh báo bão đã được đưa ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, quân đội và cảnh sát đang trong tình trạng báo động và sẵn sàng ứng phó với thảm họa. Về tài sản, nhà cửa, chính quyền địa phương đã cho người dân tại các khu vực nguy hiểm mượn dây thừng để gia cố nhà cửa khi cơn bão Mawa đến gần. Philippines được coi là quốc gia hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới nhất trên thế giới khi nước này ghi nhận khoảng 20 cơn bão đổ bộ mỗi năm. Mong rằng trong đợt siêu bão lần này, Philippines sẽ chuẩn bị thật kỹ để ứng phó với bão, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản đất nước.
Trong những ngày vừa qua, nhiều nơi ở Nam Bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa đo được trên 100mm. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin mới nhất của chuyên gia khi đánh giá về cơn bão Mawa tại Việt Nam. Bão Mawa là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. Theo các chuyên gia, việc siêu bão xuất hiện ngay từ đầu mùa cho thấy mùa bão năm nay có thể bất thường, trái quy luật. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ siêu bão Mawa ngoài khơi Philippines. Nhận định mới nhất của trung tâm siêu bão ít có khả năng tác động trực tiếp đến Biển Đông. Tuy không tác động trực tiếp đến Biển Đông, nhưng bão Mawa ảnh hưởng đến thời tiết trên biển của nước ta. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 vừa qua, mưa rông đã phát triển trên khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong những ngày tới, dông bão sẽ ngày càng mạnh hơn, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Trên báo Thanh Niên, bài đăng với tiêu đề "Ảnh hưởng siêu bão Mawa, nhiều nơi mưa to kéo dài" có đưa ra ý kiến nhận định của thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn. Bà Lan cho biết dù bão Mawa hay còn gọi là Pesti ở cách Việt Nam khá xa, nhưng do đây là cơn bão với sức gió mạnh nhất trên 225 km/h, nên kích thích gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, rãnh thấp xích đạo cung cấp nguồn âm cũng dịch chuyển lên phía gần Nam Bộ hơn. Những yếu tố này gây mưa to nhiều hơn ở Nam Bộ trong mấy ngày qua. Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm về vấn đề thay đổi thời tiết, cơn bão năm nay lạ hơn so với các năm khác. Trung tâm cho biết, những năm có El Nino chi phối như năm nay, số lượng cơn bão thường ít hơn trung bình nhiều năm. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có từ 5 đến 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Trong những năm El Nino, trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, bão hoặc áp thấp nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão trong khoảng tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong những năm El Nino thường hay xuất hiện cơn bão dị thường, phức tạp, trái quy luật. Điển hình như năm 2009, cơn bão số 9 có tên là Kestana rất mạnh và đi vào địa phận tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi gây ra đợt lũ lụt lịch sử vào cuối tháng 9. Đỉnh lũ năm 2009 tại các sông chính từ Quảng Bình đến Phú Yên đều vượt báo động 3, ngập lụt nghiêm trọng xuất hiện từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Kon Tum. Để người dân có thể chủ động hơn trong việc giảm thiểu tác động của các cơn bão sắp tới vào nước ta, cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 có khoảng 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng từ 1-2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Từ tháng 9 đến tháng 11, số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng từ 4 đến 5 cơn, ở mức xấp xỉ đến mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và tác động chủ yếu đến khu vực Trung Bộ, cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Bão Mawa vẫn tiếp tục mạnh dần lên với sức tàn phá khủng khiếp, vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể gây mưa lớn và kéo dài ở miền Nam của nước ta. Vì vậy, các bạn cần liên tục cập nhật thông tin thời tiết, neo đậu tàu thuyền cẩn thận để tránh thiệt hại rủi ro. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan tới siêu bão Mawa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!